Chào mừng các em đến kênh Hệ Liêm cho bài giảng. Hôm nay thầy xin dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 5, bài 103 nha. Cho lúc xin bài giảng của Hệ Liêm nếu có thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hệ Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài 103, bài luyện tập chung nha. Trước hết mình sẽ làm câu số 1. Mô hình tam giác có đáy là 68 cm, diện tích là 27,2 cm², tính chiều cao của hình tam giác đó. Giờ như vậy là ở đây người ta cho một hình tam giác có đáy này, có diện tích, mình sẽ tính chiều cao. Như vậy trước hết mình sẽ nhớ là công thức tính diện tích tam giác trước nha. Mình sẽ có diện tích tam giác thì sẽ bằng độ dài cạnh đáy, đáy là A đi, chiều cao sẽ là hai, giờ chia cho hai. Như vậy diện tích hình tam giác thì sẽ bằng độ dài cạnh đáy nhân chiều cao chia cho hai. Bây giờ từ công thức này mình sẽ suy ra công thức tính chiều cao. Như vậy là H mình sẽ giữ một quế, như vậy bên đây sẽ là F, đúng không? Chia 2 mình chuyển quế qua đây thành nhân, đúng không? Giờ bây giờ là nhân A, mình sẽ chuyển quế thành chia A luôn, để mình giữ H một quế thôi. Như vậy chuyển quế qua bên đây chính là chia A. Như vậy có nghĩa là H bằng độ diện tích nhân 2 giờ chia cho độ dài cạnh đáy, đúng không? Như vậy mình sẽ công thức là chiều cao sẽ bằng, mình sẽ lấy diện tích nhân 2 giờ chia cho độ dài cạnh đáy là được, đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ làm nha, cái phần này mình sẽ tính những ngoài nhép, suy luận công thức mình suy luận ngoài nhép thôi. Bây giờ mình sẽ làm vào bài tập của mình như sau. Giờ bây giờ mình sẽ tính chiều cao của hình tam giác đó nha. Chiều cao hình tam giác đó là như giờ mình sẽ lấy diện tích là 27,2, mình sẽ nhân 2 trước nhé. Giờ sau đó mình sẽ chia cho nhân 2, sau đó chia cho độ dài cạnh đáy là 6,8, đúng rồi. Giờ thầy sẽ tính ra kết quả cho các em luôn. Như vậy là 27,2 nhân cho 2 thì được là 54,4, chia cho 6,8 thì bằng là 8, đúng rồi. Như kết quả là 8 nha. Đơn vị sẽ là cm, giờ đáp sơ là 8 cm. Giờ cái phần tính nhép mình sẽ xóa đi nha. Như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em nào có kết quả giống như thầy, các em có thể bấm hết video, thầy biết là các em làm được nha. Giờ tiếp theo là mình sẽ qua tiếp câu số 2. Một sóng vận động có dạng như hình dưới đây, tính chu vi của sóng vận động đó. Mình sẽ quan sát hình dáng của sóng vận động. Như dạng sóng vận động thì mình thấy ở giữa chính là một cái hình chữ nhật, hai bên sẽ là hai cái nửa hình tròn. Bây giờ mình sẽ tính chu vi của cái hai nửa hình tròn. Như vậy là chu vi của hai nửa hình tròn chính là chu vi của hình tròn, đúng không? Giờ sau đó mình sẽ lấy độ dài một cạnh cộng thêm một cạnh nữa. Như mình sẽ lấy chu vi của hình tròn cộng cho độ dài hai cạnh là ra chu vi của sóng vận động, đúng không? Giờ hãy sẽ làm câu số 2. Chu vi hai nửa hình tròn là giờ như mình sử dụng công thức tính chu vi hình tròn. Như giờ mình thấy là đường kính của hình tròn chính là 50m nhé. Mình sẽ lấy 50 nhân 3,14 sẽ bằng bao nhiêu? Giờ hãy sẽ tính ra kết quả cho các em xem nha. 50 nhân 3,14 sẽ bằng 157, đúng không? Đơn vị là mét.
Giờ bây giờ mình sẽ tính hai lần chiều dài hình chữ nhật là. Thì mình thấy là ở đây là chiều dài của hình chữ nhật. Ở dưới chiều dài hình chữ nhật nhưng mình sẽ tính hai lần chiều dài hình chữ nhật. Thì mình sẽ lấy 110 nhân cho 2, được không? 110 nhân cho 2 thì được là 220. Đơn vị cũng là mét. Giờ bây giờ mình sẽ tính chu vi của sân vận động đó là. Như vậy mình sẽ lấy chu vi của hai nửa hình tròn là 157. Mình cộng cho hai lần chiều dài là 220 sẽ bằng bao nhiêu? Giờ mình sẽ tính nhẩm nha. Mình sẽ lấy hai đơn vị cộng hai đơn vị, 7 cộng 0 bằng 7. Hàng chục, 5 cộng 2 cũng bằng 7. Hàng trăm, 1 cộng 2 bằng 3. Kết quả là 377 mét. Giờ đáp số nha. Như đáp số sẽ là 377 mét. Đúng nè. Giờ như vậy là mình xong câu số 2 nhé. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống như thầy, các em có thể bấm nút hết video, thầy biết các em làm đúng nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 3 nha. Giờ câu số 3 thì người ta nói là nền một căn phòng có là hình chữ nhật. Nền một căn phòng là hình chữ nhật có chiều dài là 5,6m, chiều rộng là 5m. Người ta trải ở giữa nền căn phòng đó một tấm thảm hình vuông cạnh là 4m. Tính diện tích phần nền căn phòng chưa được giải thảm. Như vậy ở đây người ta cho mình là một căn phòng có hình chữ nhật có chiều dài chiều rộng, thì mình sẽ đi tính diện tích căn phòng hình chữ nhật đó chứ. Sau đó mình sẽ tính diện tích của tấm phẳng, tấm phẳng hình vuông, nên mình sẽ sử dụng công thức tính diện tích hình vuông mình tính nhé. Giờ sau đó mình sẽ tính diện tích nền căn phòng không được giải thảm, chính là diện tích căn phòng chia đi tấm phẳng, đúng không? Giờ hãy trả lời câu hỏi câu số 3. Mình sẽ tính diện tích căn phòng hình chữ nhật chứ. Như vậy mình lấy 5,6 nhân cho 5. 5,6 nhân cho 5 thì bằng bao nhiêu? Mình sẽ tính nhẩm nha. 5 nhân 6 30, mình sẽ viết 0. Nhớ mà, giờ phải đem qua. Giờ 5 nhân 5 bằng 25, khiêm 3 bằng 28. Giờ 28,0 thì mình bỏ phải 0 đi. Chỗ này. Kết quả là 28 mét vuông. Giờ bây giờ mình sẽ tính nha, diện tích tấm thảm hình vuông. Giờ như vậy là hình vuông tấm thảm này có cạnh là 4m, mình sẽ lấy 4 x 4. 4 x 4 thì bằng bao nhiêu? 4 x 4 thì bằng 16. Kết quả là 16 m². Giờ bây giờ mình sẽ tính diện tích phần nền căn phòng không được giải hạn. Giờ như mình sẽ lấy 28 trừ cho 16. Giờ 8 trừ 6 được 2. Hàng chục, 2 trừ 1 được 1. Kết quả là 12 mét vuông.
Đúng rồi, đáp số luôn. Đáp số sẽ là 12 mét vuông. Đúng rồi. Giờ như là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 có em nào có kết quả giống như thầy, các em có thể bấm hết video, thầy biết là các em làm đúng nhé. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng vậy thì bạn khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Các em có thể chia sẻ video này cho bạn bè cùng lớp nhé. Và các bạn bè học sớm nhé, càng nhiều bạn xem càng vui. Giờ hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.